Let's see. Parker. Ok. Nào Parker. Nào quay mặt đây nào. Parker đâu? Đứng yên ở đấy, quay mặt lại đây. Nào. 2, 3 chụp ảnh nào. Ồ, đó. Sẹo đó. Ở bên đấy có cái gì mà nóng. Việc gì? Đó. Màu nó rực luôn. Sẹo ơi. Đẹp chưa? Đó. Cọc. Cọc đó. Sẹo ra đằng kia đi. Đấy, sẹo lượn lên mé đằng đấy đi để anh quay video sẹo. Phải rồi. Đứng ở đấy thôi. Đứng ở đấy diễn đi. Action đi. Sẹo. Không phải đi xa vậy. Đứng ở đấy thôi. Nào. Diễn được rồi, diễn đi. Sẹo. Diễn nào. Ôi trời. Đó. Khi mà nó còn nắng đó. Đứng đây diễn. Sẹo đứng đây. Đứng ở đây. Ừ. Rồi ơi. Làm sao sao này cọ vào đâu đây mà sứt má ra này. Hả? Đó. Màu vỡ lông của nó đó. Đó. Khi mà trời nó còn nắng đấy. Là nhìn là các cái máy mà nó cái độ phân giải nó không cái độ hiển thị màu mà nó không thông minh là nhìn là nhòe màu luôn. Bởi vì là khi có nắng thì màu cái màu vàng nó rực lắm. Thế mọi người mà có muốn biết là cái màu nó có bị chỉnh không thì mọi người nhìn những cái khác ở trong video. Nhìn cái màu của cái cây kìa ở bên cạnh kìa. Thì sẽ hiểu được là cái con chó cái màu vàng của nó như vàng theo kiểu như thế nào. Chứ không là nhiều người là cứ bảo chỉnh màu. Thấy cái con chó màu nó vàng rực thì lại bảo chỉnh màu. Đó. Đó. Muốn biết có chỉnh hay không thì nhìn ở những cái cây lá ở xung quanh. Nhờ. Sẹo nhờ. Sẹo thái lông sắp xong rồi đấy. Ừ. Parker đâu? Đấy, cái máy quay của anh đấm như phát giờ. Cái mặt sẹo làm sao này? Sao này bị sứt má ra này? Quọ vào đâu? Để xem nào. Quọ vào đâu mà sứt cả mặt ra? Đó, con cọc đó. Cho ta đó. Đó, vừa rồi là sẹo. Nó rất là thông minh. Nói nó hiểu. Nó rất là hiểu chuyện. Còn đây là béc dê. Nhìn cái màu lông. Đây để quay cho mọi người nhìn cái màu lông của con béc dê. Đây là cái thực tế khi mà cho con chó nó ăn chibi powder nhá. Mọi người nhá. Đây là cái thực tế khi mà cho con chó nó ăn chibi powder thì cái màu lông của nó như thế này đấy. Đấy, đúng rồi. Lượn đằng đấy để anh quay video thêm tí nữa. Đó. Đó, nhìn cái này là đằng sau.